Yo, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với Top Mobile Games. Hôm nay chúng ta sẽ làm về Hound Cancelo. Đây là một vị trí DB nhưng mà đá một cái style nó cũng khá là hiếm ở trong game của chúng ta. Đó style fullback finisher. Thì đối với Cancelo, anh em cũng có một cái bộ chỉ số rất đẹp cho vị trí chuyền chọt của chúng ta. Mình sẽ đẩy cho Cancelo đá vị trí RMF và chúng ta sẽ không đá vị trí DB nhé, bởi vì cá nhân mình thấy thì vị trí DB của với Cancelo nó hơi phí một tí. Thứ nhất là chúng ta có cái bộ chỉ số về tấn công nó rất là hay rồi. Và anh em lại còn có một cái bộ chỉ số về tốc độ nó cũng khá là tốt nữa. Hulit, trời ơi, vừa mới vào chưa kịp làm gì đã bị thủng lưới rồi. Thì đấy, anh em có cái bộ chỉ số về tấn công nó quá là hay. Cộng với cái việc là cái style này của chúng ta thì đánh vào trung lộ là sẽ xảy ra khi mà cầu thủ này cũng sẽ chạy vào khu vực trung lộ khá nhiều, đẩy từ cánh vào trung lộ luôn. Anh em cũng có thể thấy là những cái đường truyền của Cancelo là rất tốt như thế này. Cái bộ chỉ số truyền trò của chúng ta là 95 chỉ số Lofted Pass. Đây sẽ là một điểm cộng cực kỳ lớn. Và trong tuần này lại còn A nữa thì anh em thấy cái sự nguy hiểm của Cancelo như thế nào khi để lên trạng đá phía trên rồi. Muller, ok. Như anh em có thể thấy là chúng ta cũng có một cái intro mới dành cho 20k sub rồi. Anh em có thể để comment phía dưới cho mình để xem được rằng là cái intro lần này nó thế nào nhé. Rummenigge, trời ơi, một pha bóng rất cơ bản. Quay trở lại với Cancelo. Ngoài những cái điểm về chuyền chọt ra thì chúng ta cũng có cái stamina cũng như là cái bộ skill về dây bóng cũng rất là hay của Cancelo. Ok, đâu rồi, Cancelo rồi. Anh em thấy là mình cũng đã cho Cancelo lên tấn công, nó cũng cảm giác cũng rất là thích. Khi mà Cancelo có một cái sự cơ động, cái sự là gì? Chủ động để xông lên vào khu vực vòng cấm như thế này. Cancelo cố lên. Ok, anh em thấy không? Cũng khá là tinh tế. Pha chạy chỗ mình thấy là cũng khá là hay. Đấy, tinh tế chưa? Hợp lý luôn. Rồi, ok. Đương nhiên Cancelo cũng có khá là nhiều slot để add thêm skill. Add thì cũng được một skill thôi. Nhưng mà để mà nói về cái skill nào hợp lý cho Cancelo thì cá nhân mình thấy là những cái skill về truyền hoặc là thêm một cái skill interception đánh chặn cho Cancelo cũng sẽ giúp cho anh em có một cái sự an tâm hơn khi anh em pressing tầm cao. Đấy, còn mình thì mình sẽ không đá cho Cancelo vị trí RB đâu. Anh em mà đá vị trí RB thì anh em nên cân nhắc là đá sơ đồ 5 hậu vệ nhé. Cá nhân mình thấy là vị trí RB mà đá 4 hậu vệ của Cancelo nó khá là hỏng. Mà thêm một cái nữa, anh em còn đá bên LB của anh em là offensive fullback thì toàn hoàn toàn không thể nào chống đỡ được. Mình thì mình đang ưu tiên cái sự phòng ngự chắc chắn cũng như là tấn công vừa đủ ở vị trí các hậu vệ, nên là nếu như mà có Cancelo đá RB thì có lẽ là mình sẽ không tin dùng nhiều bằng những vị trí RB khác như là Wan-Bissaka hay kể cả là Cannavaro. Chúng ta vẫn có một cái sự chắc chắn về mặt phòng ngự hơn, còn riêng Cancelo để cho tấn công thôi anh em ạ. Cho lên RMF mà đá cho nó phê chứ đá dưới làm gì cho nó tội nữa ta. Chỉ số dây bóng hay, chỉ số truyền chuột ngon, đá dưới cực kỳ phí. Và trong những cái trận đấu mà mình sẽ làm với Cancelo trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tận dụng hết được cái khả năng truyền chuột của Cancelo về truyền dài. Anh em sẽ thấy là cái đường truyền nó ảo đến như thế nào cùng với Cancelo phong độ A trong tuần này nhá. Rồi, vẫn chưa được. Cái pha trồng biên sẽ là những cái pha bóng mà cực kỳ có lợi dành cho Cancelo ở phiên bản này luôn. Và đối với những chiến thuật trùng biên như là hiện tại mình đang đá của Julian Nagelsmann, sắp tới mình cũng sẽ làm video dành cho ông này. Anh em sẽ thấy là cái khả năng trùng biên nó tốt đến như thế nào của Cancelo. Đây sẽ là một trong những nhân tố không thể thiếu của chúng ta. Đây rồi, cố lên, Forlan, giữ điểm đi. Ôi dồi ôi, nhanh quá, tìm bạn hay quá. Tìm bạn cũng rất chắc chắn ở khu vực phía dưới này. Thấy nó đông quá đi, lúc lúc toàn người thôi. Cancelo, chơi đường truyền này, hay chưa? Muller, ôi dồi ôi, hơi vội vã cho vào giữ điểm. Nhưng cái đường truyền của Cancelo rất là tinh tế, anh em thấy không? Sổ rồi, khá là hay đấy chứ, đâu thể đùa được đâu. Rất tiếc của đó là pha đánh đầu của Isak nhưng không được rồi. Có lẽ trận đấu trong ngày hôm nay, trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một tỷ số hòa. Quá đáng tiếc, ok. Và với cái việc là chúng ta đã đạt được 20.000 sub thì mình sắp tới cũng sẽ có những cái event dành cho anh em. Và rất cảm ơn anh em vẫn tiếp tục ủng hộ cái channel này của mình. Hy vọng với cái kỳ 20, với cái event 20k sub thì cái quà nó sẽ lớn và anh em cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn để nhận thưởng. Ok, Cancelo vào đi. Xuất, đường truyền có điểm rơi là khá tốt. Cá nhân Cancelo thì mình thấy là có Bimboy Crossing.
Cancelo có beam ball crossing, anh em cũng có cái đường chuyền điểm rơi rất tốt, Rashford may quá. Team bạn đã thương mình rồi. Không có muốn là ghi bàn. Ok, lên tấn công rồi anh em. Lên, tốt. Vô luôn bạn. Rồi, ok, Cancelo. Mèo, sồi. Vào đảo chân rất ảo của Cancelo. Đó là pha kiến tạo anh em thấy này. À, tôi đánh lừa luôn team bạn. Team bạn hình như hơi bất ngờ. Không nghĩ là mình sẽ giật ra đâu. Có đấy nếu mà giật ngược lại thì có lẽ là team bạn sẽ cướp được bóng. Nhưng mà chúng ta đã tinh tế đấy. Chúng ta cứ để đi luôn. Và đó là một pha lừa bóng nó khá là ảo diệu. Rồi, Rashford trong trận này khỏe vậy. Vẫn là Rashford. Dứt điểm đi. Ôi trời. May mắn. Rồi, phản công. Rồi, Rashford team bạn đã kinh quá. Ai cần có khác. Nhưng đây sẽ là cơ hội của chúng ta nè. Trời. Xong rồi còn gì nữa. Trong trận này hình như hậu vệ team bạn đã hơi ngáo ngơ. Ôi Phóng Lan, cố lên. Trời ơi, Donna đã có hai pha cản phá cực kỳ hay. Ui rồi, Rodri bóp team. Trời ơi, sao anh Rodri đã bóp team như thế này? Cùng team Man City mà tại sao Cancelo đã hay mà anh Rodri đã bóp team trong trận đấu ngày hôm nay vậy? Pha bóng bóp team đầu tiên của Rodri rồi. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rodri có một pha bóng lại ngớ ngẩn như vậy. Cancelo, hợp lý anh ơi. Phất lùi đó lên cho Sané này. Sané, ôi, hay quá. Pha chạy chỗ là quá hay từ Sané. Nên cái đường truyền là cực kỳ hoàn hảo. Mình thấy cái đường truyền là quá hay rồi. Chỉ có điều là cái người kết thúc nó hơi bị bất ngờ một tí thôi. Nếu đó là pha chuyền bóng thì có lẽ là sẽ là một sự hoàn toàn khác rồi. Cancelo đây rồi. Bất ngờ chưa nè. Bất ngờ chưa nè. Phóc Lan. Trời ơi. Hôm nay Cancelo có những cái pha bóng mà khiến team bạn không thể ngờ tới được. Đến cá nhân mình cũng không nghĩ là Cancelo có thể là làm được cái bóng như vậy. Pha thoát đi là quá ảo diệu. Martinelli, à nhầm. Có lẽ là chúng ta vẫn đang sang chấn trong những cái lượt quay dành cho Martinelli. Nhưng mình hy vọng trong ngày hôm nay thì với cái phong độ tốt của Cancelo thì chúng ta có thể phần nào đó quên đi hiện tại là không có Martinelli. Pha bóng quá hay của Cancelo. Thực sự đó là một những ký ức đau buồn anh em ạ. Nhưng không sao, tôi có Cancelo thì tôi cũng sẽ phải quên đi Martinelli trong tuần này. Vẫn còn. Ui. Và flip flap hay những pha double touch là khá ảo diệu từ vị trí của Cancelo. Cái nằm ông thần này lại có cả hai cái luôn mới kinh chứ. Rồi, ok, cánh thoát. Rồi, xuống. Được, Phó Lan, bình tĩnh. Ui, khỏe quá. Không sao, đẩy ngược lại là cũng ok, không có vấn đề gì cả. Beckham, cứ lòng đi. Beckham. Không được. Nói về cái chỉ số dứt điểm thì cá nhân mình thấy đến một vị trí RB như của Cancelo nó khá là ổn. Khá là ổn luôn, không đến nỗi quá tồi. Và anh em có thấy là trong trận đấu đầu tiên chúng ta cũng có một bàn thắng cùng với Cancelo. Cái pha chạy chỗ nó cũng khá là hay. Và đây là trận đấu cuối cùng rồi. Hy vọng là vẫn thể hiện được những cái điểm tốt nhất của Cancelo. Những cái cú truyền có cái tính chất ảo ma Canada. Và những cái cú sút mà có lẽ là sẽ thành bàn thắng. Nếu như có một khoảng trống rộng mênh mông cho chúng ta. Thế rồi. Rồi team bạn. Ui. Cái gì ảo vậy? Ini đã ảo thế. Iniesta. Ui. Vẫn còn Ini này. Vẫn là Ini này. Ui. Em thấy mình tận 5 người kèm Ini mà không ăn thua. Team bạn đã ảo quá. Rồi. Lên nào. Ôi. Deja vu. Dodi. Hai pha bóng trong hai trận đấu của Dodi bóp tìm quá sớm. Nhưng có lẽ là không tục tục quán à. Trận vừa rồi chúng ta thắng. Trận này liệu có thắng không? Cancelo hay quá. Những anh em Man City luôn có những cái pha bóng mà khiến cho chúng ta bất ngờ. Hết Cancelo rồi đến Dodi. Rồi, úi rồi. Thế thì được. Ok. Mình thấy cái khả năng chọn vị trí của Cancelo là khá tốt. Khi mà đá vị trí RMF với cái style fullback finisher có một cái cảm giác là vừa có thể giặt cánh vừa có thể vào trung lộ được. Thì đương nhiên là cái kiểu style này nó như vậy. Anh em sẽ thấy là xuất hiện ở khu vực trung lộ để nhận bóng và sau đó là chạy sang cánh rồi lại chạy vào trong. Nó khá là hay, tạo cho chúng ta nhiều cái khoảng trống để chuyền bóng cũng như là có khá nhiều cái sự bất ngờ. Cancelo hay rồi, giật lại dứt điểm. Ui. Thế trông nó rất tỉnh táo rồi. Tiếp tục một pha bóng nữa từ vị trí của Cancelo. Đây rồi, cánh thoáng. Cancelo, dê vào đi.
skill phát. Ok, chuyền vô, hợp lý. Ui, không đến được Beckham nhưng vẫn còn Müller. Sổi rồi, dứt điểm như thế này đỡ vào mắt anh ơi. Pha bóng chuyền của Cancelo nó không đến được Beckham, nhưng team bạn đã hơi bất ngờ. Pha bóng hơi hớ hênh của team bạn mà chúng ta đã kết liễu trận đấu. À nhầm, kết liễu được pha bóng vừa rồi. Ok, chạy đi Martinelli. À nhầm, Cancelo. Nó vẫn là một cái gì đó ảnh hưởng anh em ạ. Nó vẫn là một cái gì đó ảnh hưởng. Nhưng không sao, chúng ta không cần Martinelli. Mặc dù tôi rất cần Martinelli, không cần Martinelli. Cancelo, đặc sắc, đỉnh cao anh em ạ. Pha chuyền bóng rất là đỉnh cao của Cancelo. Quá hay, quá hay. Dứt điểm có lẽ là hơi hiền từ Kaka, hoặc là đẩy ra cho Hulit thì cũng sẽ hay hơn. Nhưng không sao, pha bóng chúng ta cũng thấy quá rõ cái tố chất của Cancelo rồi. Mình đã nói quá nhiều về cái tố chất của Cancelo, thực sự là nó quá hay. Vô vô vô, ôi rồi không được. Quá tiếc. Ok, hiệp 1 kết thúc, hiện tại chúng ta vẫn đang có một cái gì đó về mặt tinh thần, nó lên cao. Và đây là Cancelo. Liệu rằng một pha bóng vất ngay từ vị trí này nó có ok không? Lên, úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Anh em thấy được chưa nào, anh em thấy được chưa nào? Pha bóng như thế này thì có thể chê được gì ở Cancelo nữa. Liệu rằng Tab Mobile Game đã quên được Martinelli hay chưa? Có lẽ ở một chiều không gian khác thì tôi đã là một fan hâm mộ của Cancelo rồi. Úi rồi, không ổn, vẫn là Iniesta. Iniesta trong trận này cũng có những pha bóng rất là hay, nhưng có lẽ là vẫn chưa đủ tầm để vượt qua được cái hàng phòng ngự quá chắc này. Ít nhất là Rodri cũng không có phá game nữa rồi. Tôi biết mà, tôi biết là cái chiêu trò của Rodri mà. Đấy, làm cho team bạn cảm thấy là, ôi trời ơi, làm cho team bạn cảm thấy là đây là dễ sơi đấy, nhưng mà không phải như vậy đâu. Ồ, vẫn là Rodri này. Ảo quá. Anh ấy chạm hết nước đường bóng của team bạn rồi. Nhưng đến lượt là Cancelo bắt đầu là phá game rồi nha. Ok, các bóng tốt. Ôi, để lên nào bạn ơi. Rồi, quá thoáng rồi, team bạn làm gì đó đây? Làm gì đó đây, tôi phản công nè. Cancelo lên kịp không bạn ơi? Khó quá nhở. À lên hả? Ôi, tôi lại chuyền mất rồi. Chúng ta phải bình tĩnh lại anh em ơi. Đá vừa rồi là những cái pha bóng nó hơi bị vội vàng quá rồi. Kiểm soát lại trận đấu đi. Hợp lý này, cánh kìa. Đây, rồi vào đi. Ai vào không? Kaka. Bóng nó tìm đến vị trí của Kaka đấy. Nhưng mà team bạn phòng thủ quá hay. Thực sự là bóng nó đã tìm đến vị trí của Kaka rồi. Vẫn là Cancelo, một phát nữa cho Kaka này. Ui, điểm rơi rất tốt, điểm rơi rất tốt. Vẫn còn, xuống. Ui, Pava đang có phong độ cao trong ngày hôm trong tuần này, phong độ A. Khó nhỉ, team bạn cũng một cái team mà rất là chắc chắn trong khu phòng ngự. Không dễ dàng để vượt qua đâu. Morata, úi rồi Morata ơi, dê nhiều quá. Chuyền đi chứ. Rồi rồi rồi, Cancelo đâu bạn ơi? Từ từ tôi chạy lên nhá. Cú đi chạy chỗ rồi. Hay. Cancelo, Cancelo. Cancelo đâu nhở? Đây là anh em thấy không? Đấy, chạy vào trong kìa. Chạy vào trong kìa. Cancelo. Ui. Delete này. Delete này. Một kết thúc hoàn hảo dành cho Cancelo. Một kết thúc hoàn hảo. Có một bàn thắng trong trận đấu này. Có mấy kiến tạo nhở? Hình như có một kiến tạo. Hay hay hay. Hay đấy. Những pha bóng có bàn thắng đều có cái sự góp công của Cancelo. Được, được. Thằng bé này đã đạt được đấy. Quên, chắc là quên được Martinelli rồi. Ok. Nó đùa vậy thôi chứ làm sao mà quên được Martinelli. Đó cũng là video dành cho Cancelo của chúng ta. How Cancelo là một full match finisher có lẽ đánh giá là khá tốt trong cái tuần này. Những cái pha bóng dê bóng rất là ổn định. Những cái đường truyền vượt tuyến là cực kỳ hay. Phối hợp 3-1-2 cũng rất là vừa tầm với những chiến thuật là possession. Hy vọng là anh em thấy video này hữu ích. Đừng quên like, subscribe cũng như tiếp tục Tam Games. Và hãy comment một chút về cái intro mới này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.